Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cửa sổ du học của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay các bạn học sinh có rất nhiều con đường để đến với giảng đường đại học quốc tế. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một chương trình như vậy, đó là chương trình dự bị IFY của LanguageLink. Đầu tiên hãy cùng làm quen với các vị khách mời trong chương trình. Xin được giới thiệu ông Todd Landau là giám đốc học vụ chương trình dự bị IFY tại LanguageLink. Và xin được giới thiệu bạn Lê Hoàng Hoa là sinh viên của trường đại học Newcastle, Anh Quốc. Bạn Hoa đã từng tham dự chương trình dự bị IFY niên học 2009-2010 tại LanguageLink. Đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về chương trình dự bị của IFY. Nhưng câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông Todd là ông có thể cho các bạn khán giả truyền hình được biết sự khác biệt giữa việc học tại trường trung học phổ thông tại Việt Nam với việc học đại học tại một trường quốc tế được không ạ? Tôi nghĩ rằng điểm khác biệt lớn nhất là sự quan tâm cá nhân mà bạn nhận được từ các giáo viên. Tại trung học phổ thông, bạn có thể dễ dàng đến gặp các giáo viên khi bạn cần. Ở bậc đại học, bạn có thể biết một vài giáo sư và bạn có thể đến trực tiếp gặp họ. Tuy nhiên, bạn khó có thể có được sự quan tâm từ các giáo sư đại học như là các giáo viên ở bậc trung học. Các bạn học sinh cần có những cái sự chuẩn bị kỹ năng như thế nào để có thể là học tập tốt ở trong môi trường đại học quốc tế? Những kỹ năng học tập mà sinh viên sử dụng khi học tại trung học phổ thông sẽ tương tự như khi sinh viên học tiếp lên đại học quốc tế hay ở Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ sử dụng các kỹ năng cho từng hoạt động sẽ lớn hơn. Chẳng hạn như bạn phải sử dụng nhiều kỹ năng viết. Đó là bạn sẽ phải ghi chú bài giảng nhiều hơn, viết các bài luận và thực hành kỹ năng thuyết trình. Thêm vào đó, sinh viên sẽ cần điều chỉnh những kỹ năng học sao cho hiệu quả nhất. Ví dụ như, làm thế nào để bạn có thể ghi chú một cách hiệu quả hơn? Bạn cần phát triển các kỹ năng đó để có thể học tốt. Vâng, và ngày hôm nay ở đây chúng ta có bạn Hoa là một sinh viên xuất sắc của chương trình IFY năm 2009-2010 tại LanguageLink. Hoa này, em đã tham dự chương trình IFY, cái lý do nào khiến em lựa chọn chương trình này? Ước mơ của em từ rất lâu là có thể được đi du học tại Anh Quốc. Vì vậy mà em đã là một học sinh học tiếng Anh tại LanguageLink từ ngày rất là bé. Thì sau khi tốt nghiệp phổ thông thì em quay lại LanguageLink và đã vào đây và đã được các chị tư vấn cho về chương trình IFY. Và em cảm thấy chương trình IFY này rất là phù hợp với cả nguyện vọng và giúp em thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy mà em đã quyết định chọn chương trình IFY để có thể giúp em đi du học tại Anh Quốc. Vừa rồi thầy Todd có chia sẻ về sự khác biệt giữa học tại Việt Nam cũng như là học tại một môi trường quốc tế. Vậy thì bản thân qua những cái trải nghiệm của em thì theo em những cái điều gì mà một học sinh cần phải có để có thể là hòa nhập vào trong cái môi trường học tập quốc tế như vậy? Theo bản thân em thì em thấy để có thể hòa nhập được vào môi trường quốc tế thì việc đầu tiên là chúng ta phải đạt được một kết quả học tập nhất định. Và trong kết quả học tập này thì đầu tiên bao gồm một điều rất quan trọng, đó là về ngôn ngữ. Và các bạn cần phải đạt được đến một trình độ nhất định về cái thứ tiếng nước ngoài. Như em đây là tiếng Anh, là phải đạt được đến một điểm IELTS nhất định nào đó. Và bên cạnh đó thì tùy vào cấp học, tùy vào ngành học, trường học thì sẽ có những cái yêu cầu về những cái chứng chỉ điểm kết quả học tập của những năm trước ở trong nước để có thể ra nước ngoài. Một điều tiếp theo đó là chúng ta cần phải chuẩn bị được những kỹ năng mềm. Bởi vì là điều này so với học trong nước thì học ở nước ngoài nó có những điểm khác biệt nhất định. Vì vậy mà chúng ta cần chuẩn bị những kỹ năng mềm, ví dụ như là thuyết trình, làm việc theo nhóm, hay là viết tiểu luận, tham khảo các tài liệu, trích dẫn. Và một điều cuối cùng nữa cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần có điều kiện tài chính phù hợp để có thể giúp chúng ta học ở một đất nước khác. Có thể là thấy là có rất nhiều điều mà một học sinh cần phải chuẩn bị đúng không? Vậy thì cái khóa học dự bị IFY tại LanguageLink đã giúp đỡ em như thế nào? Trong một năm học dự bị tại IFY thì các thầy đã giúp em rất nhiều thứ. Trước hết là về các kỹ năng mềm, em được có cơ hội luyện tập tất cả những kỹ năng như em vừa nói trên, như là thuyết trình, làm việc theo nhóm, học được cách có thể chủ động trong mọi công việc học, chủ động đóng góp ý kiến. Và hơn hết là bọn em làm việc tất cả các thứ 100% mà đều bằng tiếng Anh và có thể làm quen với môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra thì bọn em có cơ hội được viết các bài tiểu luận, được nghe các bài giảng bằng tiếng Anh.
và nhờ đó mà bọn em đã quen hơn rất nhiều với những kỹ năng mềm đó. Ngoài ra thì chương trình còn chuẩn bị cho bọn em rất nhiều những kiến thức về văn hóa để em có thể hòa nhập với cuộc sống, không chỉ về mặt học tập mà còn về rất nhiều những mặt khác trong cuộc sống xung quanh. Vậy thì sau khi tham dự chương trình này và bước chân tới Anh để bắt đầu cái chương trình học đại học chính thức của mình, thì em có nhận thấy những cái lợi ích nào mà chương trình này đem lại cho mình không? Sau khi kết thúc chương trình IFY và đi học tại Anh Quốc thì em cảm nhận được cái lợi ích của chương trình rất là rõ ràng. Tại vì sau khi kết thúc chương trình thì em đã có được những cái kỹ năng rất là đáng giá. Ví dụ như là những kỹ năng làm những bài tiểu luận bằng tiếng Anh để có thể trích dẫn, tham khảo tài liệu, làm sao cho đúng theo cái quy chuẩn mà được chấp nhận ở nước Anh. Và hơn nữa là em đã có thể lưu loát, tự tin hơn khi mà sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, để phát biểu trong lớp, để trao đổi bài tập hay là để thuyết trình. Và hơn nữa thì em đã tránh được những cái cú sốc về văn hóa khi mà em đi ra nước ngoài, tại vì là em đã được tìm hiểu về những điều này rất nhiều khi mà còn học ở IFY. Cách đây 2 năm, cô gái Lê Vũ Hồng Ngọc đã mong ước đi học ở nước ngoài, nhưng em chưa biết con đường nào có thể thực hiện ước mơ của mình. Và một lần trò chuyện cùng hai người bạn học dự bị IFY của LanguageLink Việt Nam, em đã biết mình cần làm gì. Hồng Ngọc trở thành sinh viên của chương trình IFY năm 2010-2011. Trước khóa học của Hồng Ngọc, LanguageLink Việt Nam đào tạo thành công nhiều sinh viên Việt Nam nhập học vào các trường đại học Anh, Úc có uy tín như Đỗ Xuân Long, giải thưởng sinh viên IFY xuất sắc toàn cầu, và học tại Đại học Griffith của Úc. Nguyễn Thái Hà cũng giành được giải thưởng tương tự và hiện đang là sinh viên của trường đại học Leeds, Anh Quốc. Sự thành công của các sinh viên bắt nguồn từ môi trường học tập theo đúng chuẩn Anh Quốc. Để tăng cường khả năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh, sinh viên của chương trình IFY như Hồng Ngọc thường xuyên tham gia các hoạt động nhóm, các buổi thảo luận. Có những lúc học rất vui, nhưng có lúc mọi thứ không suôn sẻ. Hồng Ngọc từng rất buồn, song các giảng viên và bạn bè đã không để em một mình giải quyết những khó khăn học tập. Mọi người tận tình tháo gỡ những vướng mắc. Bà Hồng Ngọc đã vượt qua những hạn chế trong học tập. Bây giờ, em là sinh viên của Đại học Massachusetts Dartmouth, Hoa Kỳ. Vậy thì theo kinh nghiệm của ông thì đâu là những cái điểm yếu của các bạn học sinh Việt Nam khi các bạn bắt đầu đi du học ở nước ngoài? I think something
Tôi nghĩ có những khó khăn nhất định khi sinh viên đi du học, họ xa gia đình và phải thích nghi với một nền văn hóa mới. Có những sinh viên tôi biết họ vượt qua những khó khăn đó rất nhanh. Tôi cho rằng khó khăn lớn nhất mà sinh viên quốc tế phải đối mặt đó chính là nỗi nhớ nhà. Xa gia đình và thay đổi một nền văn hóa đôi khi sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ có rất nhiều bạn sinh viên khác ở trong những hoàn cảnh tương tự và họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua mọi vấn đề khi đi du học. Vậy thì ông ấy chia sẻ là cái chương trình IFY có cái sự khác biệt nào với những cái chương trình dự bị khác của Anh cũng như là của Úc không ạ? Nếu có thể nói tóm tắt, tôi muốn nói sự khác biệt đó là các chọn lựa. Bạn có thể chọn một trường ở Anh hoặc Úc để học dự bị đại học. Tuy nhiên, sau khi sinh viên đã hoàn thành chương trình dự bị tại một trường đại học nước ngoài, họ sẽ có cơ hội vào chính trường đại học nơi mà bạn đang theo học dự bị, và thông thường đều là như vậy. Chương trình IFY có liên kết với một mạng lưới các trường đại học ở nhiều châu lục khác nhau, và chúng tôi sẽ giúp sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn. Họ sẽ có một vài sự lựa chọn. Điểm thuận lợi nữa là chi phí học tính dựa trên mức sống của sinh viên tại đất nước của họ. Ví dụ như việc học tại Việt Nam thì sẽ tiết kiệm hơn là hoàn thành chương trình tại Anh. Gia đình của các bạn có thể tiết kiệm tiền học phí và chi phí sinh hoạt trong một năm. Ngoài ra, việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí để chuẩn bị cho việc du học nước ngoài được dễ dàng hơn. Sinh viên cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về sự đa dạng của các nền văn hóa thông qua giảng viên của mình trước khi đi du học. Việc này sẽ giúp sinh viên cảm nhận những gì nên mong chờ ở một vài khía cạnh khác. Chúng ta hãy cùng quay trở lại quãng thời gian cách đây 3 năm khi mà Hoa mới bắt đầu chương trình IFY tại LanguageLink. Thì em có nhớ những cái khó khăn mà em gặp phải khi mà em bắt đầu những cái trải nghiệm rất là mới của chương trình này? Chương trình IFY là một chương trình học với cái giáo trình và cũng như là cái phương pháp học tương đối là đặc biệt, và đặc biệt là so với những bạn mà trước đây chỉ quen học trường cấp 3 trong nước. Vì thế mà em cũng đã gặp những cái khó khăn nhất định khi mà tham gia chương trình IFY. Em nhớ nhất đó là cái khó khăn khi mà viết bài tiểu luận đầu tiên bằng tiếng Anh. Và lúc này thì em chưa có khái niệm về việc tham khảo tài liệu bằng tiếng Anh và trích dẫn ra và để có thể đưa vào trong bài luận của mình. Và em đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề này để làm sao có thể trích dẫn được chính xác và để có thể tìm đọc được những cái tài liệu phù hợp với các cái bài tiểu luận của mình. Và em nhớ em đã từng mất rất nhiều thời gian và nhiều khi cũng rất là căng thẳng để có thể làm được cái việc này. Và thứ hai nữa đó là em đã phải làm quen với việc là thuyết trình bằng tiếng Anh. Và việc này, thuyết trình tiếng Anh ở trong lớp IFY là một việc rất là thường xuyên mà rất là hàng ngày của cả lớp. Vì vậy mà em đã phải tập rất nhiều về cái sự tự tin của mình, hay là về cách nói, hay là về những cái ngôn ngữ, về tay, về mắt, để có thể làm sao mà thuyết trình một cái bài thuyết trình bằng tiếng Anh thật là trôi chảy và thuyết phục. Cái phần kỹ năng nào mà em học ở chương trình đó là điều mà làm em thấy thích thú nhất? Điều là em thấy thích thú nhất đó là việc mà em đã học được cách viết bài tiểu luận bằng tiếng Anh và trích dẫn, vì điều này đã giúp cho em rất nhiều và em đã cảm thấy thực sự đáng giá khi mà trong 2 năm em học ở Anh Quốc thì em cảm thấy điều này thực sự rất đáng giá. Qua một năm học của con thì mình thấy là hoàn toàn rất là yên tâm với khóa học này. Bởi vì thật ra là con đạt được cái thành tích rất là tốt. Thể hiện là thứ nhất là kết quả thi thì đương nhiên là chưa có, nhưng mà qua các kết quả của thi của kỳ 1, rồi qua kết quả của con thi vừa rồi đó, con bảo là nói chung là rất là tự tin với bài thi bởi vì sự hướng dẫn rất là tỉ mỉ và nhiệt tình chu đáo của thầy trong cái trung tâm IFY này. Cái thứ hai nữa là con cũng hoàn toàn yên tâm bởi vì là apply vào các trường thì hầu như con đều hiện hết vào các trường tương đối danh tiếng của Anh và cũng có thể sẽ có học bổng tương đối cao đấy, thế cho nên